Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi đến với phần cuối cùng bản tin FNC Thế giới kỳ này. Thưa quý vị, chứng khoán cuối tuần trái chiều trong khối lượng giao dịch mỏng sau nhiều diễn biến mới của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Kết phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, chỉ số S&P giảm 0,01%, còn chỉ số Nasdaq tăng gần 0,3%. Tình hình địa chính trị trên thế giới, đặc biệt là tại Ukraine, căng thẳng trở lại, làm xuất hiện dấu hiệu bán tháo trên thị trường chứng khoán. Việc hãng sản xuất nước giải khát lớn nhất thế giới mua lại cổ phần của hãng nước tăng lực Monster làm cho cổ phiếu Monster tăng 30%. JCPenney đã có một ngày thắng lợi lớn khi chuỗi cửa hàng bán lẻ tăng 17%, vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh khác. Trong các số liệu kinh tế, chỉ số sản xuất Mỹ tăng 0,1% trong tháng 7 phù hợp với các dự đoán. Giá dầu thô tăng 1,77 đô la lên 97,35 đô la một thùng. Giá dầu tăng cao trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 8 nhưng vẫn ghi nhận mức giảm thấp trong cả tuần do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu suy yếu. Niềm tin tiêu dùng hiện đang ở mức thấp nhất vào đầu tháng 8. Người tiêu dùng lo ngại tình trạng này sẽ kéo dài trong những tháng tiếp theo. Sau các phiên tăng điểm trong tuần trước, thị trường chứng khoán châu Á đã diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần này do các nhà đầu tư thận trọng trước những xung đột mới tại Ukraine, cũng như việc giá nhà ở Trung Quốc giảm tháng thứ ba liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18 tháng 8, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,03%, AX200 của Úc tăng 0,37%, Shanghai của Trung Quốc tăng 0,57%, còn KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,49%. Chỉ số Shanghai đóng cửa tăng điểm lên mức cao nhất kể từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, với việc giá nhà trung bình trong tháng 7 tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc giảm 0,9% so với tháng 6, nhóm cổ phiếu ngành bất động sản giao dịch cầm chừng. Cổ phiếu của Vank giảm 0,2%, cổ phiếu của Poly Real Estate và Gemdale giảm 0,7% và 0,3%. Chỉ số Nikkei tăng không đáng kể, giá đồng yên tăng so với đồng đô la Mỹ. Trong số các mã mất điểm, cổ phiếu của Rakuten và Fast Retailing đều mất 1%. Ở phía tăng điểm, cổ phiếu công ty dược Chugai tăng hơn 15% sau báo cáo công ty dược Roche của Mỹ đang nhắm mua Chugai với giá 10 tỷ đô la. Chỉ số S200 của Úc tăng gần 0,4%, đạt mức cao nhất từ 2 tuần rưỡi qua nhờ vào sức tăng của nhóm cổ phiếu ngành mỏ. Fortescue Metals tăng 0,2%, BHP Billiton tăng 0,3%. Ở nhóm ngân hàng quốc gia Úc giảm 1,4%, mặc dù lợi nhuận quý 3 tăng 7%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm điểm do ảnh hưởng bởi một số mã blue chips. Cổ phiếu của Honda Motor giảm gần 3% do công đoàn có thể tổ chức biểu tình vào cuối tuần. Cổ phiếu của Kia Motor và SK Innovation cũng bị ảnh hưởng theo với mức giảm là 1,5%. Thưa quý vị, theo thống kê, giá nhà của Trung Quốc giảm tháng thứ ba liên tiếp kể từ tháng 5 vừa qua. Nguyên nhân là do những chính sách kiểm soát thị trường bất động sản của chính phủ Trung Quốc. Giá nhà trên toàn quốc tháng 7 đã giảm trung bình 0,9% so với tháng trước. Giá nhà ở Bắc Kinh trong tháng 7 giảm lần đầu tiên trong năm nay, giảm 1% so với tháng 6. Trong khi đó, giá nhà ở Thượng Hải giảm 1,2%. Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá nhà tại Thượng Hải sụt giảm. Sau khi tăng vọt trong những năm gần đây, giá bất động sản của Trung Quốc giảm lại do những chính sách hạn chế bong bóng bất động sản từ chính phủ Trung Quốc. Thị trường nhà ở Trung Quốc hiện nay đang gặp khó khăn. Theo ước tính, thị trường nhà ở đóng góp 15% vào kinh tế Trung Quốc. Theo Peter Churchill, tác giả và nhà xuất bản của Asia Hard Asset Report, giá nhà Trung Quốc sẽ ổn định trong những tháng tới khi các nhà hoạch định chính sách bắt đầu quay trở lại kiểm soát vấn đề này. Chính quyền Bắc Kinh gần đây đã khuyến khích các ngân hàng tung ra gói cho vay ưu đãi, đặc biệt là với những người thu nhập thấp và những người mua nhà lần đầu. Chính phủ Trung Quốc cũng đã nới lỏng chính sách mua bán bất động sản tại 37 trong số 46 thành phố mà nước này đã ban hành luật hạn chế trước đó nhằm làm dịu thị trường nhà đất. Chuyển sang những thông tin khác, vừa mới chính thức ra mắt báo giới vào tuần trước, nhưng một bản phim của Expendable 3 vừa bị tải lên Internet một cách bất hợp pháp, khiến cho nhà sản xuất lo lắng. Nhà sản xuất Expendable 3 là Lionsgate hoang mang khi bản sao rò rỉ này được dân mạng tải về nhiều nhất đến 5 triệu lần. Nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng khán giả vẫn mua vé đến xem phim bom tấn hoành tráng này. Đây quả thực là tin không mong đợi cho Lionsgate, nhất là trong lúc doanh thu toàn cầu của hãng đang gặp nhiều vấn đề. Thêm vào đó, doanh thu phòng vé của Lionsgate trong mùa hè giảm 32%. Wolverine là bộ phim gần đây nhất mà Lionsgate phát hành, đoạt doanh thu 12-15% tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Tôi nghĩ việc sao chép bất hợp pháp thực sự gây phẫn nộ. Không một nhà sản xuất nào mong muốn tạo ra một sản phẩm rồi sau đó bị sao chép vô tội vạ, không thể thu được chi phí sản xuất. Lionsgate dự tính sẽ khởi kiện lên tòa án California những đơn vị sao chép bất hợp pháp và yêu cầu các website dỡ bỏ bản sao rò rỉ của Expendable 3.
Các chuyên gia đều tán thành với hành động của Lionsgate và mong muốn vấn đề bản quyền sẽ được siết chặt hơn. Thưa quý vị, một cửa hàng bánh Cockhead ở Edinburgh, Scotland đã đưa ra ý tưởng thú vị, đó là làm những chiếc bánh thăm dò ý kiến cử tri về việc Scotland đòi tách ra khỏi Vương quốc Anh. Ý tưởng này được đưa ra trước cuộc trưng cầu dân ý. Các khách hàng đã được mời bỏ phiếu thông qua việc lựa chọn bánh Cockhead. Các cử tri có thể quyết định giữa ba chiếc bánh để đưa ra ý kiến của mình. Bánh xà thai với dấu X trên nguyên hiệu tượng trưng cho đồng ý, còn bánh Union Flag mang cờ Vương quốc Anh nghĩa là không đồng ý, hoặc là chiếc bánh in hình dấu chấm hỏi đối với những cử tri còn phân vân. Đồng sở hữu Raham Savak và đối tác kinh doanh của anh là Vidya Sazu đã đưa ra ý tưởng này từ tháng 3 và có ý định mở cuộc thăm dò không chính thức trước khi thông qua trưng cầu dân ý vào hôm nay. Chúng tôi đang muốn mang đến một cái gì đó mới lạ, thú vị, đầy màu sắc, nhưng vẫn giữ được sự vui tươi. Mọi người có thể nhìn vào loại bánh nào đó được bán ra nhiều nhất để biết được câu trả lời cho cuộc trưng cầu dân ý này. Bánh cupcake không chỉ dành cho người dân Scotland, mà còn được bán cho khách du lịch. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Trước khi chuyển qua sống ở Fife, tôi đã từng sống tại Edinburgh rất lâu. Tôi nghĩ rằng ý tưởng này sẽ khiến cho cuộc bỏ phiếu trở nên thú vị hơn, làm giảm căng thẳng cho một sự kiện chính trị quan trọng. Tôi sẽ chọn chiếc bánh mang biểu tượng không, vì tôi vẫn hy vọng rằng Scotland là một phần của Vương quốc Anh. Anh Savage cho biết, nhân viên tiệm bánh đã được tập huấn thành thạo nhằm giữ sự công bằng và đưa ra chính xác loại bánh nào được bán ra nhiều nhất. Các kết quả mới nhất được đăng vào cuối mỗi tuần trước của tiệm bánh. Đây được xem như ý tưởng kinh doanh khá thông minh của anh Savage. Những chiếc bánh được bán ra đã mang lại kết quả thăm dò sơ bộ. Đa số người dân Scotland không đồng ý với việc tách ra khỏi Vương quốc Anh, mặc dù có đến 1/4 số cử tri chưa quyết định. Cuộc chiến ở dải Gaza đã tàn phá nền kinh tế vốn đã rất mong manh của Palestine, phá hủy hàng loạt nhà máy và đẩy hàng trăm người dân vào cảnh thất nghiệp. Nơi đây từng là nhà máy sản xuất kem và đã bị biến thành nạn nhân của cuộc chiến ở dải Gaza, như hàng vô số nhà máy khác trong khu vực. Chủ của nhà máy này cho biết ông đã thiệt hại khoảng 25 triệu đô la. Chúng tôi có khoảng từ 400 đến 450 nhân viên làm việc. Giờ đây tất cả họ đều thất nghiệp vì nhà máy bị phá hủy. Tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh và các doanh nghiệp phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Phòng Thương mại Gaza ước tính khoảng 500 doanh nghiệp phải hứng chịu bom đạn của Israel kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 7. Và nhiều người hiện nay đang làm trong những trung tâm phân phát lương thực. Cuộc sống ở đây thật là tồi tệ, không điện, không nước, không công việc. Với lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, những người dân Gaza bây giờ mới dám bước ra khỏi nơi trú ẩn và kiếm nguồn lương thực dự trữ. Lệnh ngừng bắn sẽ hết hạn trong 4 ngày nữa, và người dân hy vọng các phe có thể đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột. Phía Israel cho rằng các chiến binh Hồi giáo ở dải Gaza và chính quyền Palestine phải chịu trách nhiệm vì đã cho phép cuộc chiến diễn ra ở khu vực đông dân cư và gần các cơ sở tiện ích khác. Dù cho chiến lược của Israel có thành công hay thất bại ở dải Gaza, thì những thiệt hại về con người và kinh tế là không thể chối bỏ. Tuy nhiên, nguy cơ còn đầy bất ổn trong tương lai khi căng thẳng giữa Israel và những người dân nghèo đói ở dải Gaza đang chật vật kiếm sống giữa lúc tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và tương lai đầy bất ổn. Theo Phòng Thống kê Trung ương Palestine, tỷ lệ thất nghiệp ở Gaza đã ở mức 40% trước chiến tranh so với 32% vào quý 3 năm 2013. Các nhà phân tích ước tính hiện có đến hơn một nửa dân số Gaza hiện nay đang thất nghiệp. Thật là thảm họa, 450 công nhân đã mất việc làm, họ sẽ đi về đâu, rồi còn bao nhiêu công nhân ở những nhà máy khác nữa? Có lẽ đến hơn 50% số người Palestine ở dải Gaza thất nghiệp. Nhà kinh tế học Maher Al-Tabba, giám đốc quan hệ công chúng Phòng Thương mại Gaza cho biết, khoảng 60% số doanh nghiệp ở Gaza bị xóa sổ khi bom đạn phía Israel đã phá hủy 450 nhà máy và 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổng cộng có thêm khoảng 30.000 người dân Palestine mất việc. Ông cũng cho rằng điều này sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế nơi đây và cuộc sống của người dân. Trước chiến tranh, chúng tôi đã có tỷ lệ thất nghiệp là 41%, tương đương với 180.000 người. Con số này giờ đây vào khoảng 210.000 người, và điều đó sẽ khiến cho tỷ lệ đói nghèo tăng từ 38% lên 60%. Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng ở Gaza bị phá hủy trầm trọng, gần 1,8 triệu người dân không có điện sau khi Israel dội bom vào nhà máy điện duy nhất ở Gaza. Nền kinh tế Gaza từng tăng trưởng gần 15% vào năm 2011, nhưng đến cuối năm ngoái chỉ còn 3% trước những tác động từ phía Palestine và bắt đầu xuất hiện nguy cơ suy thoái. Theo các quan chức, những lĩnh vực bị tác động trầm trọng bởi cuộc chiến bao gồm thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng, sản xuất nhựa. Giờ đây, người dân Palestine chỉ có thể hy vọng các nhà hảo tâm mang cứu trợ đến cho họ. Trong thời hạn ngừng bắn kéo dài 5 ngày, các nhà đàm phán Palestine-Israel đã đến thủ đô Cairo, Ai Cập để tìm giải pháp cho vấn đề. Phía Hamas muốn Israel và Ai Cập dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với dải Gaza, đồng thời muốn tái thiết lại cảng biển và cảng hàng không đã bị phá hủy bởi Israel.
Tuy vậy, những đề xuất này vẫn đang bế tắc khi Israel viện dẫn những lý do an ninh để tránh thực hiện. Những người dân Gaza cho rằng đó là những yêu cầu cơ bản để sống hòa bình. Chúng tôi hy vọng sẽ có một thỏa thuận dựa trên điều kiện của chúng tôi. Đó là quyền của người dân Palestine để được sống một cách tự do và đúng nghĩa. Chúng tôi cũng như bao người khác muốn sống trong hòa bình và an ninh. Chúng tôi hy vọng các nhà đàm phán sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Bên cạnh đó, phía Palestine cũng muốn mở rộng vùng đánh bắt cá mà Israel chỉ cho phép họ khai thác trong vòng 3 dặm. Bộ trưởng Thông tin Israel Gilad Erdan cho biết Israel đang xem xét yêu cầu từ phía Ai Cập và chưa đưa ra những quyết định cuối cùng. Sau 5 tuần chiến tranh, đã có hơn 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người dân thường Palestine. Liên Hợp Quốc cho biết 425.000 người đã phải đi tị nạn, nhiều người vẫn còn trú ẩn tại các trường học và các công trình công cộng. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi kỳ này. Hãy ghé thăm trang YouTube của FBNC để có thêm các thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại youtube.com/FBNC Việt Nam. Còn bây giờ thì Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin FBNC kỳ sau.